Cuộc sống gia đình thì phải làm thôi, nhưng mà quay về là niệm Phật là chắc. Vì cuộc đời con người mai mốt cũng khi tới lúc cơn vô thường đến, chúng ta cũng đâu có lo cho cái chuyện gia đình được đâu, hoặc là tới tuổi già mình cũng phải chết bỏ gia đình lại thôi, đúng không? Nên cái việc mà kết luận cuộc đời con người chúng ta là phải gầy dựng từ bây giờ là niệm Phật mới được. Tại vì cái niệm Phật là đang gầy dựng một con đường đi cho chúng ta mà, vì sao chúng ta không niệm Phật? Con đường đi của mình là đi trên con đường Phật đạo, là niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Còn bây giờ con đường mà để tạo sự nghiệp giàu sang thì cuối cuộc đời chúng ta cũng phải chết. Tại vì thân này sẽ bỏ lại, chúng ta không có cầm theo được gì. Còn cái chỗ niệm Phật mà đi về thế giới cực lạc là chúng ta tin vào Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy là đi về thế giới cực lạc không già không bệnh không chết. Nên chúng ta đang niệm Phật gầy dựng bây giờ để gầy dựng khi cuối cuộc đời chúng ta bước lên con đường đi về thế giới cực lạc. Đây là bây giờ chúng ta gầy dựng vừa đó. Nên bất cứ một việc gì chúng ta làm, nhưng mỗi ngày chúng ta phải dụng công niệm Phật. Vì sao? Vì chúng ta phải dụng công con đường đi này. Còn nếu như chúng ta bỏ con đường giải thoát vậy thì cuối cuộc đời chúng ta có người thân nào có thể đưa chúng ta đi đến chỗ giải thoát được không? Không. Chính họ cũng đọa lạc, ta cũng đọa lạc, ai cũng đọa lạc, vậy thì ai giúp được ai? Nên chúng ta phải nhiệt tình sống trong cái cuộc đời này. Nhưng cái chỗ nhiệt tình lớn cao nhất của cuộc đời chúng ta mà nhất định không bỏ đó là gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đã có một con đường đi như vậy rồi thì bây giờ đang khổ trong cõi đời này, khổ được không? Khổ được. Vì sao khổ được thầy? Vì cuộc đời này mai mốt sẽ chết đi thì chúng ta không còn khổ nữa, vì cái thân này mất đi. Cái khổ của chúng ta còn là vì còn thân này. Còn cái thân này nên bị chồng nói cái thân này khổ, chồng không thương cái thân này khổ, chồng thương quá cái thân này khổ, rồi chồng thương rồi chồng không thương cũng khổ, rồi có đồ vẫn đẹp cũng dính mắc khổ, đồ cũ khổ, ăn ngon cũng dính mắc rồi không tiêu hóa cũng khổ, còn ăn dở thấy cuộc đời mình sao khổ quá cũng khổ. Khổ nhiều quá vì còn cái thân này, đúng không? Nhưng mà một ngày nào cái thân này nó sẽ mất mình thì mình biết rằng cái khổ cõi đời này nó không có tồn tại lâu quá. Nên chúng ta hướng về thế giới cực lạc là có một con đường. Nên chúng ta ở cõi đời này có thể chấp nhận trả nợ. Chấp nhận trả nợ nên gọi là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Câu cũ nữa không? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Người niệm Phật không nên buồn giận người khác để trong tâm. Trời ơi, có nói câu này hoài mà nhìn xuống khuôn mặt ai cũng đẹp. Vì sao? Không buồn giận ai để trong tâm, đây là một cái phương pháp tuyệt vời. Một phương pháp mà giúp cho chúng ta sống vui. Bây giờ chúng ta tự hỏi lại lương tâm mình, người ngồi ở đây và người không ngồi ở đây mà nghe được công đoạn này. Vì tự hỏi lại lương tâm quý vị. Vì buồn giận người ta để trong tâm, quý vị vui hay là khổ? Nếu nó là khổ thì đừng nên buồn giận người ta để trong tâm. Chúng ta nói con biết nhưng con vẫn buồn. Nhưng từ khi nghe thầy nói thì cái buồn của con nó giảm lại. Thí dụ như lúc trước con buồn một tháng, bây giờ con buồn 10 ngày. Còn con niệm Phật từ từ con thấy 10 ngày vẫn còn lâu, từ từ con còn buồn có 1 ngày. Từ từ con thấy 1 ngày cũng còn khổ, nên từ từ con buồn có 1 tiếng. 1 tiếng con thấy cũng tác hại, từ từ con buồn 1 phút. Rồi, một niệm chuyển say. Phải nhớ. Thấy không? Từ từ, đâu phải một lúc mà làm được đâu. Nó đâu phải là nghe vậy rồi về sân si nó nghe thầy nói vậy hay quá, vì không làm được tức quá thôi khỏi làm luôn. Thất bại. Thất bại. Chúng ta phải có phương hướng cho chuẩn, bây giờ làm cho được nhưng nhất định niệm Phật phải làm được. Vì chúng ta thành công. Thấy không? Cái gì nó phải có thời gian chứ. Vì thấy như ngày xưa những nói chuyện không? Trưởng lia mà cái tay ưa gì lắm nghe. Trưởng, làm gì? Bấm đầu người ta không kỳ cục vậy đó. Ngày xưa á. Nhưng bây giờ thì thấy không nói chuyện. Không, nó dừng được rồi. Mà ngày xưa cái tay khi nói chuyện ấy vị, nó xuất phát cái tay, nó xuất phát rất mạnh. Nhưng cái tay nó làm gì nè. Ai mà đưa cái mặt vô dám lòi con mắt lắm. Đúng không? Ngày giờ thì thấy cái tay đưa rất nhẹ nghe. Rất là nhẹ. Nhìn Đức coi liền, Đức thấy nó nhẹ. Ngày xưa như Đức chọt không à. Mà nó làm sao á. Nó nói mạnh lắm. Rồi cái tay nó làm mạnh lắm. Còn bây giờ có tiếng nói mạnh nhưng mà cái tay của mình nó nhẹ. Tại vì nó quen rồi. Nó có thời gian nó quen rồi. Nó điều chỉnh được chính mình rồi. Còn ngày xưa mình hứng cái tâm mình mà quên điều chỉnh được cái thân bên ngoài luôn. Nó, còn bây giờ cái tâm nó hừng hực vì pháp. Nhưng mà cái tay mình có tương đối lại. Nó ngay thấy không? Coi lại đi, có nhiều cô nói trời cái tay thầy bây giờ xấu đẹp hơn ngày xưa. Ngày xưa gì nó dùng sức lực, nó đưa cái tay mạnh ra quá nên cái tay nó thô liền.
Nhưng bây giờ cái tay mình nó dịu nhẹ là thì cái tay thấy ngay rồi, thấy không? Quay phim thấy ngay không? Thấy chưa? Đó là có thời gian. Hai quý vị, vậy thì chúng ta tu cũng vậy, từ từ cái tâm mình nó mới dịu được chứ. Đâu phải tự nhiên mới tu cái tâm dịu liền đâu. Nhưng mà phương hướng để dịu tâm phải có phương hướng. Nên cần mỗi ngày động viên mình niệm Phật để nó kích thích mình, nó mồi lửa cho mình để mình niệm Phật cả ngày. Mình niệm hoài mình không bỏ cuộc. Cái máy bấm này hay quý vị thấy không? Những đức đưa qua phương pháp không à? Điều là hướng dẫn người ta tu là một phương pháp không? Bây giờ máy bấm nó rộng rãi, nó khắp nơi nơi, nó truyền bá rộng đừng có nói nữa. Mà tại sao những đức thường đặt cái máy bấm này? Vì cái máy bấm này nó phù hợp vào cái giá cả mà con người ta sử dụng, bền bỉ, pin của nó gần nửa năm chưa hết, rẻ vô cùng, chiếc có 20 ngàn, quá rẻ. Còn nếu mà mua một cái máy 100 mấy 200 ngàn, người ta ngán tiền, người ta không mua. Nên những đức nhìn vào cái cuộc sống bây giờ, cơm ăn áo bận kiếm khó khăn, từ nơi đó mà cái gì rẻ mà bền mà xài được vậy là dùng. Nên mỗi lần mà ai mà mua đồ dùm những đức hỏi rẻ không? Tôi muốn mua cái đó rẻ mà phải bền nghe. Nói trời ơi, thầy khôn quá, rẻ mà bền. Nói vậy thấy rẻ mà phải bền nghe chưa. Nó cũng như chiếc lo này thấy không? Nó có 100 mấy chục ngàn. Vậy đó mà những đức nó bảo đảm nó bền đó. Về xài thử đi. Nói vậy thôi nhưng mà nó không bền thì thôi. Tại vì sao gì mới đem về mà. Nhưng mà có mấy chiếc lúc trước để đây xài thời gian lâu lắm, nhưng mà nó rất là tồn tại tới bây giờ, âm thanh rất là hay. Nên có những người ngồi ở đây nhớ, trong đây nó có điệu hộ niệm. Cái điệu này thường là để trong phòng suốt luôn á, cứ để trong phòng suốt à. Nên mình cứ để trong phòng mình nó rõ ràng ha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nó cái điệu niệm Phật này quý vị nhớ nè. Mà khi cái máy này á, cái cộng của nó đó muốn lớn lên á thì mình nhận ngay cái cộng là mình phải chịu nó. Còn nếu như mình nhấp nhẹ cái mình buông ra là nó chuyển qua bài khác. Nhưng mà hộ niệm thì có một điệu à. Đâu chuyển được đâu. Hộ niệm đúng một điệu một nhớ nghe. Đó. Còn cái bên đây á, là cái thờ khóa tu. Cái thờ khóa tu lễ Phật 4 chữ. Mới vô là mình hộ niệm, mới vô là mình địa chung, đúng không? Địa chung. Mới vô địa chung 20 phút. Nhưng vô thờ khóa bị nhớ nghe, là mình cái đảnh lễ Phật 3 lại. Vô thờ khóa đảnh lễ Phật 3 lại xong chúng ta ngồi xuống, là vô điệu địa chung này. Lễ Phật 3 lại xong chúng ta bật cái lo lên, bắt đầu vô điệu địa chung đầu tiên nhất à. Cái này là điệu 6 chữ nè. Cái này là đang ngồi phải không? Ngồi đang niệm theo. Khi xong điệu địa chung 20 phút này đó, thì bắt đầu là chúng ta lễ Phật cũng là 6 chữ mà lễ 45 phút. Cái này hai điệu tu này quý vị chỉ cần muốn chuyển qua điệu nào thì cái trừ và cái cộng này chỉ cần nhắn nhẹ cái thôi là nó chuyển qua bài khác. Còn nếu muốn lớn thì cộng là phải dịnh lại, nhặn xuống dịnh lại thì nó sẽ lớn. Còn trừ cũng dịnh lại thì nó nhỏ, mà nó không chuyển bài. Thấy không? Nó này là địa chung nè. Địa chung 4 chữ. Đó. Nó chỉ sơ qua cho quý vị vậy đó. Còn lễ Phật thì chắc chắn là phần nhiều là quen hết rồi. Còn nếu mà không quen cái điệu lễ Phật mà theo chiếc máy này thì bấm lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ của chúng ta, thì cái phương pháp tu để cái trang đầu lễ Phật coi theo đó rõ ràng nhìn cái, rồi là dùng chiếc lo này sử dụng được luôn. Chiếc lo này lưu động được để tu được, tại vì pin nó giữ ổn định. Còn cái lo này đi hộ niệm được luôn. Có thể nhà ai có người bệnh người yếu cầm qua cho mượn. Mượn xong hộ niệm xong cầm gì? Đó. Đó. Lưu động đi hộ niệm luôn, thấy chưa? À, còn nếu mà đi ra đường mà trong cái thời đại bây giờ mà nó ưa gặp kiếp nạn này kia rồi đúng không? Đi đâu cũng để trong giỏ cũng được. Lỡ đi đâu mà cái ảnh bật lên. Đúng không? Ta chuẩn bị trước á.
Còn nếu ấy thì cầm cái máy nhỏ lúc nào cũng đeo cổ thì cũng được đi, đúng không? Nên những đức nói trên xe hơn hay gì đi là nhất định phải bắt niệm Phật xuống. Chắc ăn ai biết được nó lạc tay lái, đúng không quý vị? Cái cuộc đời của người ta sống cái cõi là cái cõi vô thường, nên chúng ta cái gì chuẩn bị trước đi. Đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật để trong người, để đại, đừng có sợ người ta cười, đeo giết nó thành quen. Còn mình mà không đeo niệm Phật thì nó không có quen, mà mình bật lên thì mình sợ người ta nhìn mình ngại. Còn mình, nếu mình đeo quen là nó thành quen liền, nói chứ. Cứ là một điều hộ niệm bốn chữ đó cứ giữ hoài, cứ nghe hoài đi, nó thành quen rồi chứ không nói gì. Nên những phương tiện này những đứa đưa ra là chắc chắn là nó ăn khách. Nó bây giờ tặng qua một quận này bữa nay mấy ngàn người gì đó, thì bắt đầu là máy này chúng ta phổ biến rồi đó. Nhưng mà về được 3.000 cái, 3.000 cái bữa nay không biết tặng bao nhiêu đây, thì tặng xong hết trơn luôn thì còn dư bao nhiêu là chúng ta ra đó. Rồi tiếp tục là những đứa điện thoại, những đứa đặt thêm vài ngàn cái nữa để phổ biến đó. Khắp nơi nơi ai muốn dụng công tu ở nhà là tự nhiên theo cái thời khóa này nè, theo cái lo này mà tu, đúng là tiện lợi vô cùng. Ví dụ như giờ vô đồng làm ruộng, làm rẫy hay đi buôn bán gì, trên ghe xuồng gì, chúng ta muốn tu thì sao? Trên ghe mình đi buôn bán lên trên dưới sông đồ, quý vị cầm này theo, chúng ta tới giờ thì bật lên tu thôi, đặc biệt vô cùng đó. Nên từ nơi đó chiếc lo này rất là tiện lợi nè, mà âm thanh nó rất hay nha. Nếu mà nói về cái điệu hộ niệm của cái lo này thì cái đèn bông sen không có cửa, chắc chắn luôn. Vì âm thanh này nó quá hay, còn cái đèn bông sen nó xíu sao bằng được. Nhưng mà cái đèn bông sen cũng hộ niệm được, nhưng mà cái lo này hộ niệm đạt hơn. Vì sao? Cái lo này nó chuẩn tiếng, nó có một cái quay lực mạnh hơn. Thí dụ như bây giờ cái tiếng niệm mà hộ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhẹ, đúng quý vị, thì tự nhiên cái tiếng nhẹ như vị niệm theo cái tiếng sau nó nhẹ, không có lực. Nhưng mà cái tiếng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì cái tiếng sau niệm theo nó sẽ mạnh theo, vì cái lực đầu kéo mạnh thì cái người đi theo nó mạnh. Còn nếu mà cái dụ như cái tiếng niệm nó quá nhỏ như đèn bông sen thì cũng được, nhưng mà cái tiếng niệm của nó không rõ, không mạnh, thì những đức niệm một câu bị niệm theo thì nó ác, niệm theo nhẹ nhẹ. Cái lực mà để hộ niệm cho cái người mà gần mắt kia người ta nghe được câu Phật hiệu á thì nó không bằng cái lo này. Cái lo này mà khi mà cái tiếng niệm Phật mà người gần mắt ta nghe là đặc biệt, mà mình để trong phòng mình nghe nó cũng rõ ràng luôn. Mình thấy lớn quá mình bắt nhỏ lại, mình nghe vừa vừa. Nó quý vị biết nè, trong phòng ngủ để máy niệm Phật suốt, trong nhà để máy niệm Phật suốt, để chi thành quen. Chùa mình quý vị coi á, ở đây quý vị thấy không, buổi tối khi mà tu xong quý vị coi cái âm thanh mà của cái lo của chùa mình, cái âm thanh nó bự hơn cái gì, bự hơn quý vị luôn. Hai người nhập lại cũng mới bằng cái lo đó, để trên nóc chùa. Nó bắt lên một cái nghe quý vị, nó niệm một cái đó, quý vị đứng quý vị tưởng đâu là ở bên kia niệm không, chứ không phải đây đâu. Cái lo mà nó vang đến mức như vậy đó, tưởng đâu bên kia niệm không mà, chứ không phải đây, âm thanh nó đâu bên kia vậy á. Vậy thì nó xa dữ lắm nó vẫn còn nghe. Còn buổi tối thì mình nghĩ chắc khoảng nửa cây số nó cũng còn nghe nữa. Cái lo mình á vậy đó, mà chùa mình nó vang xung quanh chùa, nằm ở đâu cũng nghe câu Phật hiệu chứ. Đúng là nó bao trùm, nó xông ớp mình luôn á. Nên con người vô đây nó thoải mái, nó tự tại. Ví dụ như bây giờ bị đi làm công đi, thuê nhà trọ để ở đi, công phu được không? Được. Chiếc lo này công phu được. Cái nơi nào niệm Phật là cái dùng nó có lợi ích. Khi mà câu Phật hiệu mà phát âm lên là tức khắc là cái nguyện Phật và ánh hào quang của Phật soi gọi ngay chỗ đó. Nên gọi là quang minh của Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Nhớ. Quan trọng lắm á. Nên quý vị biết rằng nghe gì mấy người ở xa người ta nghe, trời thầy ơi, điện thoại alo, nó đặt mấy cái lo thôi, không có lo nghe thầy những đức không giới thiệu sao mê quá, mê cái lo, đem về xài có 3 ngày hư mất tiêu. Hư đem đến đây, gửi đến đây tôi báo cho bên cái chỗ làm việc làm thất bại phải không? Hư là phải báo cho đây biết để mình biết cái mặt hàng này không đạt tiêu chuẩn. Hiểu quý vị? Chứ hư mà dị tình mà không nói nghe là làm hư hoài á. Tại vì một sản phẩm đưa ra là cần người tiêu dùng, mà mình muốn đưa ra một sản phẩm chất lượng thì người tiêu dùng mà ta chấp nhận mà là bên bỉ như vậy thì được. Còn xài mà một năm đồ, nửa năm, một năm đồ mà bị hư trục trặc á thì việc này chúng ta không đổ thừa được. Vì đồ điện tử mà được năm đồ, nửa năm đồ cũng tương đối, đúng không quý vị? Nên cũng được đi. Còn nếu đem về có vài ngày mà hư là phải báo cho biết, nó không được rồi, đúng không? Đừng có ngại.
Dù là tặng, tặng tôi cũng muốn tặng món quà tốt, chứ ai mà muốn tặng đồ hư bao giờ, đúng không quý vị? Nó, nên đây là nói rất là rõ ràng, nói hết lòng luôn rồi đó, chứ không có cần ngại ngùng gì nghe không. Những đức thấy chùa mình là những cái pháp thí mà đặc biệt là tồn tại lâu dài, đó là chiếc máy niệm Phật đeo cổ nè. Nó sắp sửa về là sau này những đức làm thêm mấy cái điều niệm Phật mới mới. Nó điều niệm Phật, cái máy đeo cổ nhỏ nhỏ rất bền nè, cái đèn bông sen bền nè, cái máy V52 bền nè, cái máy bấm số bền nè. Mấy vị coi cái gì cũng vậy chứ, mình nhìn nhận là mình sẽ thấy ra là cái mặt hàng đưa ra là thành công hay thất bại liền. Thí dụ như cái máy bấm số mà bự bự mà có niệm Phật đó quý vị, bây giờ cho người ta, ta không lấy trời. Cái máy niệm Phật bự bự mà để bấm số niệm Phật mà có niệm Phật luôn á, bấm số mà có niệm Phật á, cái máy đó bây giờ đặt lần thứ hai quý vị ra không được luôn. Cuối cùng những đức đưa qua cái pháp thí là người ta đặt máy kèm vô để tặng, bây giờ nó mới hết rồi, bỏ nó qua bên luôn, không đặt nó nữa. Vì sao? Vì không tiếp nhận được, có nhiều người già xài không được cái máy bự bự á, thấy chưa? Bởi vì mình đưa ra một cái mặt hàng cho công chúng, mình phải nhìn nhận sâu sắc, tiện lợi, dễ xài, bền bỉ, rẻ, hiểu không? Đó, phải tính cho kỹ vậy thì mới đưa ra mặt hàng được. Nên những đức mà đưa ra cái gì những đức coi kỹ lắm, mà cho lâu còn bị hố đó chưa. Cái mặt hàng mà bấm số mà có niệm Phật là thấy khó xài đó, thất bại, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà bây giờ những đức nghĩ đặt nó luôn rồi đó, luôn luôn là duy trì cái máy bấm số này, khỏe re, bền, dễ xài. Niệm ai vậy là Phật bấm, ai vậy là Phật bấm, cứ bấm 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 vậy đó, bấm 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 vậy đó. Nó nên từ nơi đó mà nó đặc biệt lắm, nhớ nha. Thờ khóa niệm Phật lại Phật sáng tối rất quan trọng. Được cái lo này rồi về cố gắng mà tu, mà dụng công hai thờ đi, vì mặt tâm linh trong gia đình mình sẽ rất ấm áp, hiểu không? Cả gia đình tu cũng được, mà nếu mình tu thì cũng được, kệ người ta không chịu thì đừng có ép người ta, nghe không? Đó, nên phải cố gắng dụng công. Có cô này cô hỏi nè: Ai với đạo Phật, thưa thầy, mẹ con đã 92 tuổi cũng yếu lắm rồi, thầy quan hỷ cho con hỏi. Khi mẹ con lâm chung thì lúc lễ nhập quan có cần phải mời sư thầy đến làm lễ không ạ? Nếu không, gia đình con phải làm như thế nào? Ví dụ như bây giờ có sư thầy quen, người ta đến làm lễ giùm thì cũng được. Nhưng nếu mình là người chuyên niệm Phật, mình coi cái vị sư thầy đó người ta có chuyên niệm Phật hay không, đúng không? Ví dụ như tôi nói đây là tôi nói lời Ấn Tổ nghe. Ấn Tổ ngài nói rằng là khi lâm chung chỉ có một câu Phật hiệu, từ đó cho đến qua 49 ngày là thù thắng nhất. Chỉ dùng một câu Phật hiệu là tuyệt vời nhất. Đây là Ấn Tổ dạy á. Còn nếu như quý vị có quen vị thầy nào ta đến làm nghi lễ giùm thì cũng tốt. Còn nếu như không có thì mình làm cái chuyện là niệm Phật cũng tốt. Như riêng chùa của mình, quý vị coi, quý vị đi đến đây coi người mắt, quý vị coi ra phải không? Rất là gọn, rẻ, khỏe, nhẹ, dễ làm, ai cũng làm được. Rất rõ ràng, thấy chưa? Nhìn đứa đâu có nghi lễ, đâu có biết nghi lễ ở đâu làm. Nên nhà đức chỉ có niệm Phật không à. À, từ khi yếu niệm Phật. Có một bà cụ trong chùa mình, bà xưng tay xưng chân phù lên chân vậy đó. Nhưng mà bà nghe nhà đức nói chuyện, bà kiên cố cái tâm, bà niệm Phật tới cùng luôn. Cái tay bà xưng lên bự vậy nè, con người già nó xưng lên rồi, nước nó nông trong một đống đó giống á. Vậy đó quý vị, mà bà niệm đầu tiên hai cái chân bà nhỏ lại, rồi từ từ bà niệm bữa nay hai cái tay bà nhỏ luôn rồi. Quý vị đi đến đây thường xuyên, quý vị thấy có bà già xưng đó, bữa nay bây giờ tay của bà trở lại bình thường rồi. Hôm qua nhà đức hỏi bà, cái tay sưng bự vậy có đau không? Bà cụ có nói nó chỉ sưng thôi chứ nó không đau, nhưng mà nó niệm bây giờ cái tay trở thành bình thường rồi thầy ơi, hết luôn rồi. Rồi bây giờ cái chân còn, bà nói cái chân còn sưng chút, bây giờ con tiếp tục niệm nữa, con chỉ có cái tâm cầu sanh cực lạc thôi, kệ nó. Bà già đó, cái khu yếu á, rõ ràng á, thì thấy chưa, phải tin đó. Thí dụ như bây giờ mình bị bệnh đi, đưa đến người ta trị bệnh cho mình, trị bệnh xong hết bệnh mình về mình nói đúng là kịp thời đi trị bệnh nó hết. Mình nguyên lý này mình không nắm được, phải nói rõ ra là thọ mạng chưa đến chị nó hết. Thọ mạng đến dù là bác sĩ tiên xuống cũng bó tay. Trời ơi, con người sống ở cõi đời này không chịu nhìn sâu xa về con đường ra đi của mình. Nên bây giờ mà mình muốn con đường ra đi mình mà đặc biệt mà tin Phật thì bây giờ mình liều mạng, vì thọ mạng đến nó mới chết. Thọ mạng nó chưa đến nó sẽ không chết đâu, nhưng mà quý vị phải chịu đựng. Vì sao? Vì để trả nghiệp.
Trả nghiệp thì chịu đựng. Còn nếu như bây giờ mà mình không muốn trả nghiệp thì nó dừng lại, nhưng mà nó quay về cái lúc cuối đời. Cuối đời nó hốt quý vị một phát luôn, rồi là quý vị đi xuống tam đồ luôn vậy đó. Còn bây giờ quý vị muốn về cực lạc thì sao? Thì phải trả nợ, phải trả, phải vui trả. Vậy thì sao? Là chịu đau, chịu khổ, chịu té tua mà niệm Phật. À, như bà già kia xưng tay xưng chân, nó bà kiên cố tâm thì bắt đầu là bà ở đây bà niệm Phật tới cùng. Còn có một bà già, bà vừa bị bệnh một cái, con bà nói lên, thôi đưa bà đi về. Bà nói, thôi thầy cho con về, con chữa bệnh xong đi rồi con lên. À, cũng được. Nhưng bà nhớ bà chữa bệnh xong mà cái tâm của bà nghĩ rằng là nhờ chữa bệnh mà hết bệnh như vậy thì bà tiêu. Bà không có tính nguyện gì trên. Quý vị được quyền trị bệnh vì mình chưa đủ năng lực, nhưng không bao giờ hoàn toàn đặt niềm tin vào bác sĩ vì nhờ bác sĩ trị được bệnh cho tôi. Phải nói rõ ra là vì thọ mạng chưa hết mà bác sĩ trị được. Nếu thọ mạng hết, bác sĩ cũng bó tay. Nếu bác sĩ trị được bệnh cho mình mà khi thọ mạng hết, vậy tại sao trong gia đình bác sĩ có người chết? Thọ mạng chết, dù là gia đình có bác sĩ giỏi cũng chết. Thọ mạng chưa chết, dù là không có một bác sĩ nào nằm lăn lóc lộn mèo, rớt xuống sông cái chẩm nổi lên sống bình thường, không bị gì chứ. Trời ơi, quý vị biết con người người ta là tính vào thọ mạng. Có những người quý vị biết rằng là còn nhỏ té xong cái chấm nổi phiêu. Có không? Có con nít rớt xong nổi chứ bộ. Nè, những đứa hồi đó té xong nổi phiêu nè. Quý vị biết cái nước chảy, mùa nước lũ nó chảy hù 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 cái sông. Vậy mà hồi xưa nhà đi bán đồ mà ghe dưới sông, vậy mà những đứa rớt xong cái chấm nổi phiêu luôn quý vị. Nổi phiêu không chìm luôn á, chứ bị biết á, nó trôi nguyên một vàng một đoạn luôn, nó nổi lên vậy đó, không chìm. Trong khi còn nhỏ có biết lỗi đâu, vậy mà nó không chìm đó. Ừ, nên từ nó nói vậy đó, thọ mạng chưa chết. Thật sự mà nói những đức là đúng là mót á, chứ không phải tồn tại đâu. Quý vị nghĩ đi, ngày xưa người ta có cái việc kế hoạch quá gia đình á, kế hoạch quá rồi khó sanh lắm quý vị. Vậy mà kế hoạch quá gia đình rồi mà tự nhiên mang thai những đức mới ghê ấy chứ. À, nếu mà bây giờ mà như những một số người mẹ bây giờ mà dễ đi phá thai là như đức tiêu. Bà mẹ như đức ngày xưa bà quyết định bà không bỏ, bà nói bà sanh có chết bà cũng sanh, ghê không? Nên còn như đức nè, chứ bác sĩ người ta nói là sanh không có được mà hai mẹ con còn chết nữa đó. Vì mà mẹ như đức bà nói có chết cũng sanh, tại sanh được 6 đứa bây giờ mang thai nó là phải sanh, nên bà quyết định bà sanh như đức, nên có như đức nè. Mà bác sĩ người ta nói sanh ra rất khó nuôi, vì sanh ra rất nhỏ, vì sao? Vì kế hoạch rồi mà sanh ra là đứa này khó nuôi và nhỏ lắm. Nó thì sanh ra có chút xíu mà nuôi thì cũng tương đối cũng lớn, đúng không? Đó cũng được hả? Nó nói không, thọ mạng chưa đến là không chết đâu, yên tâm đi, đừng có sợ. Quý vị, thọ mạng chưa đến không có chết đâu, chết những đức chịu. Chịu cái gì? Chịu hộ niệm cho quý vị. Nó yên tâm đi, ở chùa mình cái gì chứ cuộc đời như đức phái là cái gì không? Phái mua quan tài cho người ta nè, phái đưa người ta đi thiêu nè, phái hộ niệm cho người ta nè. Những đức phái gì lắm, cái gì chứ hộ niệm cho người ta là những đức phái nè, phái mua quan tài cho người ta nè, phái làm đám ma cho người ta bỏ tiền cũng được nữa. Những đức là phái làm mấy chuyện này nè. Vì sao? Vì đó là cái cuối đời mà mình làm được là quý lắm quý vị. Con đường lúc còn sống người ta muốn gì muốn đi, nhưng mà cuối đời là cái quyết định sanh tử, hiểu không? Nên từ khi Như Đức đi tu tới giờ, trời, cái chuyện mà Như Đức làm đám ma cho người ta thì quá nhiều, mua không biết bao nhiêu cái quan tài mà cho người ta. Nhưng mà cuộc đời Như Đức sau này vẫn có cái nguyện là không cần quan tài, liền ở đầu liền, đốt đầu đốt cũng được, không sao, không quan trọng cái chuyện này, nhưng mà thích làm cho người ta vậy đó. Nó mua quan tài đủ làm cho người ta, nhưng mà đừng có đình rang, đừng có làm tốn kém, nó không phi lý, đúng không? Những cái chuyện nó không cần thiết, ví dụ như hoa đồ này kia không cần thiết thì thôi. Cái cô này cũng hỏi, nó bây giờ con có mời quý thầy được hay không? Mời được thì cũng được, còn nếu không thì mình niệm Phật. Còn nếu mời quý thầy mà ta biết niệm Phật, cùng tư tưởng với mình niệm Phật thì mời đến, không trở ngại. Còn nếu mời một người mà người ta không niệm Phật gì, đi đến cái phương pháp niệm Phật của mình người ta không tiếp nhận thì khó khăn à. Thì thôi, chúng ta cái chuyên nhất làm cư sĩ hướng dẫn lo cho mẹ niệm Phật thành tâm. Những đức nói rằng 10 người ngoài niệm Phật không bằng một đứa con niệm Phật cho cha mẹ. Trời ơi, chắc chắn luôn quý vị biết. Con
cháu niệm Phật nó cảm động nhiều. Cái cảm là do gì? Cái tình mẫu tử mà chân thật niệm đó, nó cảm xúc ghê lắm. Cái tần số đó nó kết hợp ghê lắm. Nên từ nơi đó đừng có nói mà gọi là hình thức gì nhiều mà là hay, chưa chắc. Hình thức hay sao nó cảm hóa được? Cảm với Phật không phải là hình thức, cảm với Phật không phải là hát hay, không phải tầm bậy. Cảm với Phật là tâm cảm với Phật, chứ không phải là hát hay mà cảm với Phật. Nó dù cái hình thức có đẹp cỡ nào đẹp nhưng không có cảm với Phật đâu. Quý vị cảm với Phật là phải dùng tâm, tâm mới cảm với Phật cùng tần số. Vậy là cảm với Phật làm sao? Niệm Phật mới cảm với Phật. À, vậy thì niệm Phật đi. Khi cúng cơm lúc trước và sau khi hỏa táng, chỉ cần niệm Phật thôi hay phải làm sao nữa ạ? Xin Thầy quan hỷ chia sẻ trên bài giảng để anh con ở Nam Định được nghe để thực hiện ạ. Con xin chi ân công đức của Thầy. A Di Đà Phật. Thấy không? Giờ nói đây Nam Định nghe. Thấy chưa? Từ nơi đó niệm Phật thôi. Lúc còn sống thì cho ăn ngon lành, chết rồi. Chết rồi ăn cái gì? Quý vị có thấy cúng đám dỗ ai ăn? Còn sống chịu cho ăn, đám dỗ làm cho nhiều cho lớn lên, xong đem xuống chát sạch nhách hết. Xương cũng không bỏ lại nữa. Ai ăn? Cha mẹ ăn hả? Làm đám dỗ cho thiệt lớn lên. Ba mẹ ơi, hôm nay đám dỗ ba mẹ, con có làm con gà, con làm con heo, con làm con bò, đại con làm thịt nè, món thịt này ba còn sống thích ăn nè, ba mẹ còn sống thích ăn nè, mẹ ăn đi, ngửi cái đi con đem xuống con ăn. Bậy, nghe không? Cái chuyện càng làm chịu làm thôi. Lúc còn sống cho ăn đi, cho ăn là ăn ăn được đó, xong cho ăn. Lúc còn sống thì đến thăm đi, đến thăm đến lo đi. Chờ chết rồi đến khóc nước mắt cá sấu, nước mắt con gấu. Nghe không? Thường là phàm phu chúng ta ưa vậy đó. Chết rồi thì mới muốn làm. Theo những đức thấy rằng đám dỗ cha mẹ không cần làm cái gì lớn lao hết trơn á. Mua hoa quả cúng cũng được nè. Hoa là nhân, nhân thiện thì quả thiện. Nhắc mình luôn. Còn ngày đám dỗ cha mẹ, tập trung chị em bạn đồng tu đến niệm Phật, phóng sanh, hồi hướng, làm việc thiện, hoặc là có tiền mua gạo cho người nghèo, thêm máy nghe pháp kèm thêm để đem công đức nào hồi hướng cho cha mẹ. Ngày cha mẹ tôi mắt tôi tưởng nhớ. Còn lúc cha mẹ yếu hộ niệm suốt tới mắt, niệm thêm 24 tiếng rồi xong chúng ta tiếp tục niệm Phật tới ngày đưa đi chôn hoặc là đi thiêu. Rồi xong mỗi ngày niệm Phật hồi hướng. Còn trên bàn thờ nếu tùy thuận chúng sanh thì một chén cơm nhỏ nhỏ cúng, cơm cúng, đúng không? Rồi niệm Phật hồi hướng, niệm Phật hồi hướng. Mỗi ngày từ đây tới 49 ngày niệm chân thật câu Phật hiệu này luôn. Niệm Phật tới cùng, rủ mọi người đến niệm Phật. Mọi người đến niệm Phật chúng ta tặng chiếc máy nghe pháp thêm. Nó bắt niệm Phật, bắt cái lo lớn lên. Để chi? Cho nhiều người đến niệm Phật đem cái lo phóng ra ngoài đường. Vì lúc bình thường chúng ta niệm bị người ta nói. Nhưng bây giờ nhà có người mới chết nên niệm không ai dám nói. Nên nắm bắt cơ hội này cho nhiều người nghe câu Phật hiệu thì có phước lớn. Hiểu không? Đó, nhớ nha. Chỉ dẫn ai cũng làm được, ai cũng làm được hết trơn. Chỉ cần giờ sử dụng phương pháp tu này nè, cái phương pháp ấy mà địa chung 20 phút là ngồi rồi lễ Phật 45 phút là giải quyết trong 49 ngày rồi. Mỗi từng thắc làm được rồi. Có lễ Phật luôn, thấy người ta lễ Phật. Chỗ kẻ đi qua người đi lại ngoài đường nó nhìn, nó thấy cái gì lão nó nhìn, nhìn nó đứng lại nó coi. Dính hết trơn à. Dính hết trơn. Thấy câu Phật hiệu thù thắng chưa? Đó, nghe rõ ràng rồi đó. Tôi nói rõ rồi đó nghe. Nói rất là rõ ràng rồi đó. Không làm thì thôi. Nói dễ hiểu, dễ làm, không tốn tiền một cách. Thấy không? Những đức mà chỉ là không có tốn tiền đâu. Mà chỉ là dễ làm lắm mấy vị ơi. Những đức mà chỉ là nhiều người ế lắm. Tại vì sao? Vì tôi muốn Phật pháp đắt. Chứ tôi không có muốn cái người khác đắt tiền. Thấy không? Mà tôi muốn Phật pháp đắt là nhiều người tiếp nhận. Vì Phật pháp nó lợi ích nên muốn truyền Phật pháp. Chứ không có muốn mà mình mà thành độc quyền để mình có cái lợi nhuận, không có. Nếu mà mình muốn mình có lợi nhuận gì Phật pháp không truyền được chúng sanh không? Khổ đau thì mình cũng khổ lây, đúng không quý vị? Còn bây giờ nếu Phật pháp mà người ta tiếp nhận mà người ta an vui mà tự tại mà kiếp nạn quá giải thì nhân sinh sướng mình cũng vui.
Nghĩ đó là nghĩ rộng. Còn nếu suy nghĩ mình có đủ được rồi, người ta chết kệ người ta, mình cũng bỏ mạng. Thí dụ như bây giờ có cái kiếp nạn đói đi, nhà mình có thể có đồ ăn ăn được năm, đúng không? Quý vị giữ đồ ăn riêng nhà mình ăn được không? Vì để ăn lại vì sẽ chết sớm á. Quý vị đem cái đồ ăn một năm đây, quý vị chia ra chừa lại cho nhà mình ăn tháng thôi. Còn bao nhiêu tháng ghi chia hết cho chùm sớm ăn, đúng không? Thì mình có thể sống đường tháng. Còn nếu như quý vị mà để đồ ăn này ăn mà bị đóng cửa bị ăn, thì cướp nó vô nhà cắt cổ quý vị, trong vòng 2 ngày sau nó cắt cổ chết queo. Thì quý vị lại mang tiếng là chữ đồ ăn không cho người ta mà chết sớm. Còn nếu như mình cho người ta ăn vừa tu phước, dù mình có chết đi chăng nữa là cũng chết vinh quang nữa. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi. Đó à, ngồi suy nghĩ nha. Nên nó có những người á, ông bà của người ta làm vậy đó. Vậy mà sau này con cháu người ta được cái tiếng thơm á, cứ nhắc hoài. Ngày xưa á, lúc mà nghèo khổ á, ông bà đó vậy đó, đem củ cải chia cho người ta ăn vậy, cứ là khen hoài. Còn mùa nước lũ á, mà trôi đồ người ta, có thuyền có ghe bơ đi lụm đồ giùm cho người ta, đem trả lại cho người ta. Vậy mà sau này người ta cứ khen ông bà cha mẹ của cái người đó hoài luôn quý vị. Nên người ta tán thán cái đức, con cháu học theo nên mặc sức mà ăn. Nói nghe rất rõ ràng nghe không? Cái nguyên lý ở cái cõi đời này là những đức từng học tập là người niệm Phật giảng sanh đối với tiền bạc, danh tiếng, thành bại đừng quá quan trọng. Nếu đặt vấn đề quan trọng là người này không phải người niệm Phật giảng sanh. Nó là xả ly ta bà hăng hoang cực lạc mà. Mà đối với tiền bạc và danh lợi và thành bại mà đặt vấn đề gì thì chúng ta đâu phải là người niệm Phật giảng sanh. Cái người niệm Phật giảng sanh là đủ duyên thì mình cứ chăng thật mình làm cho tốt đi. Còn hết duyên thì mình buông xuống liền, chứ mình không có cái gì mà phải cầu cưa với nó nặng nề chứ. Hoặc là mình bực bội mình nói rằng mình làm tốt tại sao ngăn chặn mình. Không phải, tuy là làm tốt nhưng mà đòi hỏi duyên và phước của mình và của chúng sanh nó phải phù hợp thì nó mới làm được lâu dài. Chứ nó một bên mà bị gián đoạn thì nó không có tồn tại đâu, hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là cái thời khóa niệm Phật lại Phật mà sáng tối rất là quan trọng. Nên hàng Phật tử biết tu phải nghĩ cái này là quan trọng. Bây giờ vì nghĩ đi chùa của mình mỗi ngày bình yên là nhờ cái gì? Công phu niệm Phật ngày bốn thở. Nên đông người mà bình yên. Những đức nói rằng bây giờ lo cho người già chùa mình đông gì? Nếu mỗi ngày những đức không hướng dẫn, mỗi ngày nó không có phương pháp niệm Phật, không có thời khóa tu, chắc ở đây chắc nó tóc mái chùa lên quá à. Thôi ở nhà mình có mấy người đây mà nó còn quậy te tu chịu không nổi, mà không chi là cái chùa mà đông như vậy. Các vị coi như hôm qua với hôm nay chùa mình khoảng 600 người ở trong đây. Các vị suy nghĩ mà nó bình yên vô sự, nó không có cái gì lạ quạng. Tới giờ ăn cơm vô nhà ăn ngồi im re, tới giờ đi ngủ thì đi ngủ, tới giờ công phu lên công phu. Các vị coi rõ ràng không? Cái này, điều này không có dễ đâu quý vị à. Nó phải có cái thời khóa tu, nó có một cái sự gia trì gì sao á. Chứ ngoài ra mà người ta, con người ta mà một cái quán ăn hay gì đó mà đâu có nổi đông gì, chừng 100 người gì, 50 người nó nói chuyện sùm. Đến nhà mình mà đám giỗ cái gì mà vài chục người, 100 người nói chuyện sùm cũng bể nhà, đúng không? Trong khi số lượng người 600 người ngồi trong đây, ở trong chùa, một cái mái chùa ở chung gì, ngủ nghe nằm tràn lan đại hải, mà tới giờ ngủ cũng đi ngủ à. Tới giờ đi tu, tới giờ xuống nhà ăn, ngồi ăn. Đông thiệt là đông, không ai nói chuyện. Cái điều này khó lắm mấy vị à. Nên nó nhờ cái công đức niệm Phật, nhờ cái sự gia trì của Phật, và nhờ con người người ta tiếp nhận Phật Pháp mới được gì. Thêm một cái nữa là phải có sự hướng dẫn người ta. Người ta mỗi người có sự tự giác nên người ta mới được gì, đúng không? Cái này là quan trọng. Vậy thì những đức nhìn nhận vào cái thời khóa niệm Phật lại Phật sáng tối vô cùng là quan trọng. Nên những đức mới đưa lên thời khóa sáng tối cho quý vị, tạo điều kiện là tượng Phật. Tượng Phật những đức đặt mà gần 7 năm nay vì suy nghĩ đi. Trời ơi, một pho tượng cứ 300 ngàn. Ta đi đến chùa tu ngày Chủ Nhật, thỉnh một pho tượng là 300 ngàn. Có những người ở xa ta thỉnh được 3 pho tượng luôn một lúc. 3 pho tượng là 900 ngàn, quý vị nói đơn giản. Mà những đức đặt gần 7 năm nay không gián đoạn. Những ngày mà dưới Bồ Tát Quán Thế Âm là 500 pho tượng. Như lễ Phật Đản đến, những đức cũng đặt mấy trăm pho tượng Di Đà.
sắp sửa tới lễ Phật đản ngày 8 tháng 4. Thật sự mà nói thì những đức thấy rằng là thời thế nhiều kiếp nạn, con người phải được giáo dục, con người phải biết tu hành, con người phải tin nhân quả thì mới cứu vãn được cái kiếp nạn nhân sinh. Một phần là đất nước chúng ta rất là kỹ lưỡng, nhiều người người ta có một cái sự mà ngăn ngừa dịch bệnh, người ta có một cái tâm rõ ràng và kỹ lưỡng. Đất nước chúng ta tuy nhỏ nhưng mà tất cả những người có cái quyền làm việc của người ta kỹ lưỡng, người ta làm chuẩn vô cùng nó mới được gì. Và thêm cái nữa, người dân của đất nước chúng ta không đến nỗi quá tệ, dù cỡ nào cũng không quá tệ, vẫn còn những cái lễ phép, cái đạo đức của con người với con người. Vì coi có những đất nước ở thế giới mà con người ta mà giống như có vợ có chồng, mà chồng mượn vợ, vợ mượn chồng, người ta đi nhảy đầm đồ này kia. Đất nước mình chưa đến nỗi nó đi đến cái mức như vậy, nó chưa đến nỗi nó quá khứ là tệ. Nó vẫn còn những cái nền văn hóa mà đất nước mình vẫn còn tồn động, mà con người vẫn muốn tiếp nhận nền văn hóa đó. Nên con người mà nó có tôn giáo, có Phật giáo, nó tiếp nhận thì đất nước nó không đến nỗi nó quá tệ. Thí dụ như giờ đất nước Ấn Độ đi, tuy là đất nước Phật ra đời nhưng họ không tiếp nhận Phật pháp, họ tha hồ, họ làm ác, họ làm bậy. Thêm cái nữa là họ đi theo những cái mê tín. Quý vị coi cái kiếp nạn đến với họ kinh hồn kinh vía không? Nên từ nơi đó mà một đất nước, tất cả những cái gì mà nó mê tín, mà những cái gì mà nó tàn sát sinh linh mà bằng một cái cách mà nó không phù hợp là phải xả bỏ liền đi. Đừng có để những cái lễ hội mà tàn sát sinh linh nhiều quá là nó còn sẽ có kiếp nạn đến rất là lớn. Từ nơi đó mà cái người trên mà nhận định được chỗ này là đặc biệt. Nên những đức nói rằng là Phật pháp có một vai trò rất là lớn để giáo dục nhân sinh. Vì coi tất cả những người mà biết tu, nếu họ nghe nhân quả, họ hiểu nhân quả, họ chịu tiếp nhận đó nghe. Cái người mình quản lý, cái người mà biết tu dễ lắm. Tại vì sao? Vì họ có một cái chừng mực của chính họ. Bây giờ người ngồi trong đây, quý vị biết tu, quý vị chạy xe ra đường, có vượt đèn đỏ ra được không? Sao mà vượt đèn đỏ được? Cái người chạy xe vượt đèn đỏ là mình thấy không lễ phép rồi đó, không chấp hành rồi đó, hiểu không? Không làm gì được rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ cái người biết tu mình đi ăn trộm của người ta được không? Thấy của người ta rớt mình lụm lấy bỏ vô túi, ăn cắp của người ta được không? Khó làm lắm á. Rồi bây giờ mình là người biết tu mà mình đi lấy vợ của người ta coi được không? Sao được? Thí dụ như giờ mình biết tu mình đi chung, đi chùa chung với nhau, tự nhiên mình thấy cái cô đó được cái mình cứ chọc ghẹo người ta, mình lấy vợ người ta. Cái này là thời gian là mình cũng tiêu chứ, mình có làm sao được, đúng không? Nó cũng dè dặt chỗ này chứ. Rồi bây giờ mình là biết tu mình đi chùa suốt, xách giỏ đi suốt. Không lẽ bây giờ mình có chồng rồi, bây giờ mình gặp mấy người ta đi chùa cái mình cũng nói chuyện với người ta, từ từ mình làm quen với người ta được, uống cà phê cà pháo với người ta được, coi được không? Sao làm với được chợ? Thấy chưa? Tại vì sao? Dù cỡ nào thì mình cũng biết tu hành nó đỡ, ha? Nó không đến nỗi mà như vậy. Đó là một cái vai trò rất lớn để mà hỗ trợ cho một đất nước, để mà quản lý con người. Tại vì con người cần thiện, nên người xưa người ta nói cái câu á, muốn cho một quốc gia được hưng thịnh là phải lấy giáo dục làm chính. Cái giáo dục con người nó làm chính. Nếu như con người mà nó không tiếp nhận giáo dục thì việc ác gì nó cũng làm. Nó chỉ cần lợi mình mà hại người khác, gì gì cũng làm được. Nên Phật pháp có một vai trò rất là lớn đối với nhân sinh sống. Nó có một nền giáo dục rất là đặc biệt nằm bên trong. Nên chúng ta là người học Phật là thường an lạc, thường vui. Là gì? Là ngay cái chỗ đó chúng ta tiếp nhận giáo dục, chúng ta mới có cái niềm vui và sống được hạnh phúc vậy. Quý vị coi trong chùa mình đông người vậy, vô đây giàu nghèo gì cũng cùng là một, sống ở trong đây hết trơn à. Chứ nếu như bây giờ trong chùa mình á, mà đối với người giàu mình đãi một bên, đối với người nghèo mình đãi một bên là coi không được, đúng không quý vị? Đối với người giàu thì niềm nở tiếp đón, đối với người nghèo thì bỏ rơi. Vậy thì nó kỳ cục, nó coi không được rồi. Nhưng mà mình đi vô đây, mình đều là giàu nghèo gì cũng ở trong đây. Ăn cơm hộp thì cùng ăn cơm hộp, ăn đậu hũ thì cùng ăn đậu hũ, uống bò cụm thì cùng uống bò cụm, cụm ly thì uống. Nó rất là rõ ràng. Nên con người nó cảm thấy vô đây người ta thích, người ta vui, người ta phải có một cái hương vị gì đó mà người ta lễ cái là nó đi vô đây liền, thấy nó bình yên. Buổi sáng đi tu xong rồi đi một vòng xung quanh chùa thấy nó bình yên vô cùng. Nó có được giây phút bình yên là gì? Nhờ thời khóa tu. Vì thấy buổi sáng tu xong bước ra nó mát mẻ vô cùng không? Tu xong bước ra nó sảng khoái vô cùng. Đi một vòng xung quanh ngồi băng ghế nào cũng thấy sảng khoái. Còn mình ngoài đời có khi mình mà không dụng công tu, buổi sáng thức dậy mở mắt ra cái là lo chuyện này chuyện kia sang si. Nên cần cái thời khóa tu buổi sáng để chi? Tu xong rồi con người mình nó lắng động lại, con người mình nó dịu tâm,
Khi con người lắng động dịu tâm lại, cái lời nói mình nó cũng nhẹ nhàng. Đối với cái lời nói với chồng buổi sáng nó cũng thấy hay, đối với lời nói với vợ buổi sáng cũng hay, đối với lời nói đối với con cháu buổi sáng cũng hay, đối với cái việc đi vô công ty xí nghiệp làm, mình gặp người mình chào hỏi, nụ cười mình cũng rạng rỡ. Tại vì sao? Vì sáng mình tu một thờ rồi, mình tu một thờ rồi con người mình nó mát mẻ liền à. Nó rồi xong cả ngày, xong tới buổi chiều tối mình tu được thờ nữa. Mà thờ phá nhà Đức đưa ra rất là gọn, rất là khỏe cho vị tu. Nên bữa nay chúng ta có cái lo này tặng với vị, cái lo này nhưng Đức thấy cũng rất là hay. Nhớ cái lo này nó có cái thờ khóa tu. Cái thờ khóa tu á, lễ Phật 4 chữ, lễ Phật 6 chữ, tùy quý vị. Tu 6 chữ hay 4 chữ gì cũng được. Trong đây chỉ có hai phương pháp tu, đó là lễ Phật 4 chữ, lễ Phật 6 chữ. Mà đầu tiên đều là địa chung trước. Nhớ. Đây là cái phương tiện rất là hay để mà chúng ta tu. Mà cái lo này nó có điện ở trong sẵn, nó giữ pin được nha. Nên có khi mình cầm đi đâu, mình đi đến đâu mình muốn dụng công mình tu mình cũng cầm theo được. Hết pin thì sạc. Thời gian nó giữ pin được chắc cũng lâu lắm á. Xài mà mình xài đồ điện tử mà mình xài kỹ nó bền. Cũng như những đức mà cái máy niệm Phật đeo cổ, những đức ghim điện suốt, những đức để ở trong phòng, những đức mà hơn 5 năm mà vẫn còn y nguyên, bình thường không bị gì, xài không bị hư. Đồ điện tử mà cứ rút ra rút vào nó hư, chạy điện trong nó hư gì. Thí dụ như giờ mình muốn ghim vô cục sạc, mình phải coi cái đầu sạc và coi cái vị trí mà để mình ghim vô sạc này. Mình phải coi, mình coi mình nhìn cái vị trí của cái đầu sạc nó làm sao nó phù hợp vào cái đích sạc này, đúng không? Chứ không phải là tự nhiên mình cầm mình chọt đại chọt càng, nó gãy cái chấu ở trong đó làm sao mình sạc. Có nhiều cô ví dụ như mắt mình mờ mờ, mình nhờ ai mắt sáng sáng một chút, hoặc đã ghim rồi thì thôi để mình ghim luôn phước cho rồi đi, để đi, đừng có rút ra rút vào là nó hư cái chấu này là tiêu rồi nè, hiểu không? Thí dụ như giờ cái máy này chúng ta chỉ dụng công thờ khóa tu thôi. Tại vì thí dụ như bây giờ cái thờ khóa lễ 4 chữ này là số 1, thì chúng ta tu xong rồi thì chúng ta có cái bật tắt này, chúng ta gạt ngang là tắt rồi, gạt lại là hát, gạt lại là tắt, nó một nút một à, gạt ngang là hát, gạt lại là tắt. Thì vị biết rằng vị vừa tu xong thờ thì gạt ngang tắt, rút cái chui điện ra, mà rút cái chui của cái chỗ mà ghim á, ghim điện đó ra, thấy không? Chứ mình đừng có rút ngay cái đầu này, giữ đầu này yên nguyên đi. Đó. Thì sao thì xài chắc chắn là chắc nó bền lắm luôn á. À, chắc nó bền lắm luôn. Rồi tới giờ tu rồi mình gạt ngang tại nó còn điện nè. Mình tiếp tục mình tu thử có được bao nhiêu thờ của cái hơn tiếng này. Một thờ của nó là tu chỉ có tiếng 5 phút là gì? Niệm địa chung 20 phút, lễ Phật 45 phút. Là một tiếng 5 phút. Hồi hướng gọn hơn là nghỉ. Hôm qua có cô kia cũng hỏi như Đức Thầy ơi, hồi hướng sao trong gia đình mình cho đầy đủ Thầy? Những Đức nói ở chùa thì thêm một chút nữa, chứ ở nhà thì gì là đủ rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Đúng rồi. Viên mãn vô cùng. Cái hồi hướng là nó là câu Phật hiệu mình niệm cầu sanh cực lạc là hồi hướng rồi đó. Còn đọc hồi hướng đó là có lệ thế. Chứ thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc là hồi hướng chứ gì? Nó, mình nguyện sanh về cực lạc, mình niệm Phật là nhớ thế giới cực lạc, mình muốn về thế giới cực lạc là hồi hướng chứ gì? Muốn về liền được về là như vậy. Thấy không? Nên cái lo này thì bữa nay chúng ta có khoảng 2.000 chiếc lo mà thờ khóa tu, và có 500 chiếc lo mà điệu hộ niệm. Thí dụ như có những người ngồi ở đây, quý vị có một cái điệu tu ở nhà, thờ khóa tu của mình ở đây mà ổn rồi, thì tùy quý vị ha, thì quý vị nhận cái lo hộ niệm. Còn nếu như có những người quý vị mà không dùng thờ khóa tu gì luôn, mà cũng không bắt cái điệu niệm Phật trong nhà luôn, vậy thôi vì đừng có nhận chi.
Ngồi suy nghĩ đi. Bây giờ đã không xài chiếc lo này, tôi tặng chiếc lo này là tôi tặng cho tu mà. Bây giờ mà nhận mà bây giờ không đem về tu thì quý vị có lỗi gán chịu, có tội luôn á, có lỗi gì? Tiền của chúng sanh tôi đặt tôi tặng cho quý vị mà. Hiểu không? Nhận về là chúng ta giữ thời khóa tu sáng tối. Đây là tôi chỉ rõ ràng nha. Thời khóa tu sáng tối, dùng thì nhận, còn không dùng thì đừng nên nhận để cho người khác. Chứ không phải rằng là người ta tặng là đem về vứt đại vứt càng, hoặc đem về lấy cái thẻ ra chép nhạc đồ nghe chơi. Tội gán chịu á, tôi nói trước á. Tôi tặng là tôi tặng, nhưng tôi nói rất rõ ràng cho nghe. Chứ ngoài ra không nói rõ ràng, người ta nói tại thầy không nói rõ, đúng không? Nên từ nơi đó cái món đồ người ta tặng cho là bằng cái tấm lòng người ta tặng cho mình. Thì khi mình nhận, mình phải nhận bằng một cái tấm lòng của mình để mình về mình sử dụng. Vậy thì hai bên nào cũng có phước lớn lắm á. Thí dụ như của trong ngôi Tam Bảo hay là một món đồ quý vị bỏ tiền mua là chuyện nhỏ thôi đó quý vị. Chiếc lo này trăm mấy chục ngàn là chuyện nhỏ mình mua được, đúng không? Nhưng mà cái món đồ tặng nó có một ý nghĩa đặc biệt nằm bên trong. Người ta đến với mình bằng một cái tâm đến với mình mà. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, bây giờ cái lo này nó một trăm mấy, nhưng mà nó chỉ có một trăm mấy là dưới khả năng mình mua thì dễ lắm. Nhưng nếu bỏ ra 2.500 chiếc lo để mà tặng một lúc, quý vị nghĩ bao nhiêu tiền? Nên chùa mình mỗi lần mà tặng đồ, thí dụ như tặng đồ là phải bỏ vài trăm triệu để tặng. Tại vì nó chỉ một trăm mấy, nhưng mà 2.000 cái lo là 200 mấy chục triệu rồi, 500 cái kia nữa. Thì quý vị nghĩ đi, nó số tiền nó lên rất là nhiều. Một cái nhỏ mà do quá đông nên nó thành nhiều. Như vị hổm năng lượng niệm Phật, quý vị nhớ vị hổm những đứa hứa tặng chiếc lo, nhưng mà chiếc lo này làm lúc trước làm không được luôn. Làm không được á. Đúng là như Đức làm thẻ bích nè, nhưng mà nó làm không được, như Đức làm thẻ gờ luôn. Nhưng mà như Đức nghĩ rằng cái thời khóa tu thôi, nên như Đức làm chiếc lo thẻ gờ luôn, nên làm mới được, còn thẻ bích làm không được. Nó nên á, những Đức mới làm thẻ gờ luôn, mới làm được. Lúc trước những Đức hứa cho, hứa tặng, nhưng mà làm không được, nên những Đức làm được cái năng lượng niệm Phật, Đức tặng năng lượng niệm Phật liền. Nhưng mà khi có chiếc lo rồi, trong lòng mình cứ nhớ cái câu là mình hứa tặng, mình chưa tặng được. Thì bây giờ những Đức có lo, những Đức tặng lo. Thật sự mà nói thì cuộc đời con người là hứa nó quan trọng quý vị. Một phàm phu như mình mà còn trọng cái lời hứa gì, chi Phật A Di Đà ngày hứa ngày, chúng sanh nào niệm Phật ngày tiếp dẫn, làm gì ngày không tiếp dẫn. Những Đức nói phàm phu, những Đức hư hỏng nè. Mà những Đức cái lời hứa mà trước công chúng mà mình không làm được là mình thấy mình ngại ngùng mà. Không làm được đây không phải là mình hứa lụi, mà là do gì cái nơi sản xuất người ta không làm được á. Mà những Đức thấy còn kỳ kỳ nè. Mà nó đã đổi cái phương pháp, cái loại khác để tặng rồi đó nghe, mà cũng thấy kỳ kỳ. Nếu chiếc lo này đem gì mà chưa tặng, mà tặng rồi lương tâm mình thấy nó thoải mái lắm. Thấy chưa? Mà còn người phàm phu này mà còn gì, không chỉ là Phật A Di Đà, không chỉ là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày chỉ mình niệm A Di Đà Phật, niệm danh hiệu A Di Đà Phật đi, được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Hai vị giáo chủ đã đưa lên pháp môn Tịnh Độ này để chỉ chúng ta trong thời mạt pháp, chúng ta còn gì mà nghi nữa. Vì thì chân thật niệm Phật là khỏi cần lo, khỏi cần phải nghe bất cứ một người nào ở cõi đời này mà họ nói rằng là Tịnh Độ không có, hoặc là không có thế giới cực lạc, hoặc niệm Phật không chắc giảng sanh đâu này kia. Khỏi cần nghe cho nó mệt. Có nghe đi chăng nữa cũng để ngoài tai hết. Tôi tin ngay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tôi tin ngay Phật A Di Đà chắc chắn nhất. Nó nghĩa là quý vị suy nghĩ thì nó đó là cái ví dụ của những Đức, thấy chưa? Rõ ràng là một tài kẻ phàm phu tục tử như những Đức này mà còn muốn trọng lời hứa này, thấy chưa? Thấy lời hứa còn quan trọng chứ Phật A Di Đà. Trời ơi. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày có một cái tướng lưỡi rộng dài mà nhiếp thọ tất cả những hàng ngoại đạo. Khi mà ngài giảng thuyết họ không tin á, thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài hỏi là các người cái lưỡi dài bao nhiêu? Người nào mà cái lưỡi le lên mà đụng lỗ mũi á, có cô nào le thử đi. Le lưỡi ra mà đụng cái chót mũi mình là ba đời không nói dối. Thì vị le thử đi, có ai trong đây mà cái lưỡi le lên mà đụng cái đầu mũi không? Đa dạng chúng ta là ít có ai ba đời không nói dối. Vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni á, ngài nói xong rồi ngoại đạo le quá trời, không có ai mà le đụng cái đầu mũi. Cuối cùng Đức Thích Ca Mâu Ni ngài le một cái lưỡi ngài chùm cả cái mặt này luôn. Cái lưỡi Đức Thích Ca Mâu Ni đừng có nói chùm cả cái mặt. Tướng lưỡi rộng dài chùm tặng hư không khắp pháp giới.
nghĩa là đờ đờ không nói dối, được cái tướng như vậy để độ chúng sanh, nói thật không, không nói lời giả dối. Vậy thì cái pháp môn tịnh độ này, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng là thờ mộc pháp muôn ức người tu hành, không có một người đắc đạo, đó là tu thánh đạo môn, là ngoài tịnh độ nha. Chỉ có những người tu pháp môn tịnh độ, niệm Phật, tín nguyện kiên cố, thì đời này người này mới được giảng sanh về thế giới cực lạc, là thành đạo. Nên chúng ta tu pháp môn tịnh độ là chúng ta rất rất là yên tâm, vì có cái sự chứng thành của hai vị giáo chủ, Đức Thích Ca Mâu Ni chứng minh, Phật A Di Đà tiếp dẫn chứng minh. Vậy thì chúng ta tu pháp môn tịnh độ là có cái chứng thành này mà của hai vị giáo chủ, thì chúng ta yên tâm mà tu rồi, không cần phải lo, chỉ cần chân thật niệm Phật cả đời không thay đổi. Dù gặp cảnh ngộ gì, dù gặp sự cố gì trong cuộc đời, dù tan gia mất mạng mất của cải hết, chúng ta cũng phải niệm Phật nữa. Dù cho sự cố cuộc đời này có xảy ra như thế nào cũng phải niệm Phật. Quý vị nhớ này, nếu quý vị mà có lòng tin tín nguyện kiên cố gì đó nghe, khi mà gặp kiếp nạn gì đó mà người ta chạy đôn chạy đáo, hoặc là chúng ta trong một cái lúc mà đang nguy cấp nhất, nước trôi bồng bềnh trôi chúng ta đi không biết trôi đi gì đâu, hoặc là đang mà gọi là lũm chùm dưới nước, hoặc là lửa cháy, hoặc là súng nổ đạn bắn gì đó, cái lúc đó tự nhiên quý vị không biết nương vào ai, đối với chồng vợ con cháu quý vị không có nương vào được, còn của cải thì khỏi cần nói tới, người thân chúng ta còn không nương vào nhau được. Tại vì sao? Vì mạng ai lúc đó thì tự lo. Vì đó mà cái lúc đó quý vị lại là một con người niệm Phật thì sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy không? Nó lại niệm được câu Phật hiệu này, nó có một cái nơi nương tựa gì về mặt tinh thần, thấy chưa? Tại vì cái lòng tin về Phật của mình nó ngày ngày nó đang bổ túc, thì bây giờ cái lúc sự cố xảy ra mình nương vào Phật. Nó hoặc là cái người trì chú, tin vào trì chú thì lúc đó người ta trì chú, nhưng mà lúc đó có khi quên chú mất tiêu luôn. Tại vì sao? Sợ quá trì chú không kịp, hiểu không? Tại vì chú trì phải hết một bài chú, mà bây giờ hết bài chú tự nhiên lựu đạn nổ cái ầm, chưa hết bài chú cái ầm cái là chưa hết bài chú. Còn câu Phật hiệu thì nó mau quá, thí dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đạn xẹt ngang mình cũng xong câu A Di Đà Phật, là xẹt ngang cái mình à, mình giảng sanh rồi. Thì suy nghĩ đi, câu A Di Đà Phật gì nó mau quá, vì một câu Phật hiệu là nó gọn nhất và đầy đủ nhất. Ví dụ như bây giờ kinh giáo nhiều quá nên tụng kinh không bằng trì chú, trì chú vẫn còn nhiều nên trì chú không bằng niệm Phật. Nó rõ ràng không? Bây giờ mình còn thời gian, bây giờ mình có thể tụng kinh được, mình có thể trì chú được, nhưng câu Phật hiệu này mình đi đứng nằm ngồi niệm được, đúng không? Bây giờ đi đứng nằm ngồi sao tụng kinh, đi đứng nằm ngồi sao niệm Phật? Tụng kinh niệm Phật, trì chú, ví dụ như tụng kinh trì chú, chúng ta đi đứng nằm ngồi cũng được, nhưng mà thời gian đó nó không cho phép mình. Hoặc là mình đang tụng kinh vậy, người ta đến nói chuyện, là không lẽ mình im gu mình lo mình tụng kinh thì cũng khó vô cùng. Mình đang trì chú vậy, không lẽ người ta lại người ta nói chuyện trong cái lúc đang trì chú, thì không lẽ mình im gu thì cũng khó khăn vô cùng. Chỉ có câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai hỏi mình cái gì mình quay lại mình nói, rồi sau mình quay lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vì thấy tiện vô cùng không? Nó không bị ảnh hưởng gì nhiều, vì một câu A Di Đà Phật là nó đủ trong kinh, mà một câu A Di Đà Phật là đủ trong chú. Nên pháp môn tịnh độ này phải cần phải nói rõ ra là câu Phật hiệu vì sao nói thù thắng, mà tất cả chúng sanh ai tu cũng có thể thành tựu. Vì sao? Đây là bổ nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà mà ta phải tin. Đến đây mà bồi dưỡng gì hoài thì con người niệm Phật chắc chắn là không có chán. Thấy rằng đây là ngay cái tông của mình rồi, biết không? Cái việc làm mình mà có nhiều người chấp nhận và tán thán thì thích lắm. Mà ai chấp nhận và tán thán Phật A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật chứng minh cho quý vị luôn, quá tuyệt. Nên bỏ tịnh độ là đúng là một cái sự thiếu sót rất lớn trong cuộc đời của mình. Nên người tu tịnh độ mà không nghe pháp thì dễ bỏ cuộc. Nhưng Đức nói với quý vị ở nhà cố gắng hai cái thời như Đức chia sẻ đó đó, một câu A Phật niệm đến cùng mà quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quát nghe đi, cứ kiên nhẫn mà nghe, đừng có nghe tùm lum, nghe tùm lum coi chừng nó lạc lối á. Vì sao? Vì mình á, nó phân tán tư tưởng của mình không có nhận định được rõ ràng đâu. Nó bây giờ nó phải quy nhất để mà mình cùng niệm Phật một câu Phật hiệu này, nếu mà tình thì những Đức cũng chuyên niệm Phật luôn đó. Bây giờ có những người ta gặp những Đức, ta nói rằng niệm Phật không có giảng sanh đâu thầy ơi. Những Đức nói thôi kệ, giảng sanh không giảng sanh thì chuyện sau này Phật A Di Đà tính, còn tôi niệm Phật mỗi ngày vui là tôi cứ niệm mà thoải mái, thấy không?
Hôm qua có một cô có đến gặp Như Đức nói: thầy ơi, con niệm Phật mà có một vị đến gặp con nói rằng có chắc chắn là giảng sanh mà không còn thối chuyển không? Thì sao mà con không dám trả lời thầy ơi? Con sợ trả lời sai. Con hỏi thầy không phải trả lời sao? Những Đức nói: không biết. Nó, ai biết? Pháp môn Tịnh Độ này trong kinh Phật nói là chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Chúng ta chỉ là người niệm Phật cho tốt, còn chuyện tiếp giảng là Phật A Di Đà làm. Tự nhiên bây giờ Phật A Di Đà nghe nói rằng giảng sanh về thế giới cực lạc là nhất sanh bổ xứ, nhất Phật thừa, không còn thối chuyện. Vì tự nhiên đến hỏi người ta là giảng sanh về cực lạc chắc chắn là không còn thối chuyện không? Bây giờ là phàm phu niệm Phật còn niệm chưa xong nữa mà tính cái chuyện xa vợ. Thấy không? Chưa ăn mà muốn no, chưa uống mà muốn đã khát. Trời ơi, nói đùa. Đúng không? Tu thì không tu mà nói cái chuyện gì đâu, không trên trời dưới đất gì. Trời ơi, bà niệm Phật còn niệm chưa tốt, ông niệm Phật còn niệm chưa tốt, đừng có lo cái chuyện đó làm chi. Nên mới nói rằng là niệm Phật là chuyện của mình, mà tiếp dẫn giảng sanh là chuyện của Phật A Di Đà, để cho Ngài làm đi. Cái quốc độ của Ngài tự Ngài sắp xếp. Giống như bây giờ đi lên máy bay thì ngồi đi để cho người ta bay. Có ai mà cái người đi máy bay mà đến hỏi cái người mà lái máy bay cái phương hướng bay không? Có ai hỏi không? Chắc hỏi cho bị đuổi xuống quá. Trời ơi, người ta bay máy bay thì người ta có khả năng, người ta coi la bàn định vị của người ta làm sao, người ta bay. Còn cái chuyện là mình leo lên máy bay mình ngồi thôi, chứ mình không có đi hỏi. Ai cho bị hỏi cái người lái máy bay? Cái chuyện quý vị là có quyền ngồi, và ngồi tự tại, ngồi ngủ nghỉ, chuyện của quý vị. Tới chỗ quý vị đi xuống, tôi đưa tới chỗ rồi, đúng không? Phật A Di Đà là người lái máy bay, ta là người chấp nhận lên ngồi trên chiếc máy bay này hay không nè, đúng không? À, rõ ràng dễ hiểu. Nói văn tự lúa dễ nghe. Ai mà không ăn gạo nói lúa đi, gạo là chắc chắn luôn, đúng không? À, nên từ nơi đó cái việc này rất là rõ ràng. Từ nơi đó mà chúng ta niệm Phật mà nghe những người chấp vấn cao siêu: dạ con không biết thầy ơi, con không biết. Nó không biết đi, chứ đừng có ra vẻ thầy hay nghe. Đừng có nghĩ rằng là tôi tu nhiều năm mà hỏi tôi nói tôi không biết mắc cỡ. Đừng có mắc cỡ, cái đó là cái ngã đó. Cứ nói là không biết đi, không cần phải lý luận nhiều gì cho nó mệt. Nói dạ con không biết mà con thấy con niệm Phật con vui, con niệm Phật à. Cuộc đời con người mà mỗi ngày mà vui là cũng thấy quý rồi thầy ơi. Thầy, con thấy hồi xưa con chưa niệm Phật đó, con khổ lắm, mà giờ con niệm Phật con vui lắm. Hiện tại con vui, từ đây tới cuối đời là con thấy mừng rồi. Còn cái chuyện mà cuối cuộc đời có giảng sanh gì cực lạc hay không mà chuyện này con không biết. Chứ đừng có nói chi cái chuyện mà gì cực lạc có là tồn tại hoài hay không, hay là còn thối chuyển gì chợ chợ. Chuyện này sao con không biết thầy, thầy có biết không? Dạ thầy cũng không biết. Thôi thầy không biết thôi. Thầy không biết thôi, để cho con niệm Phật. Trời trời, con cũng đâu có biết đâu thầy. Thầy con thấy niệm Phật an lạc thầy ơi. Lúc trước con không niệm Phật con sân si lắm, mà bây giờ con niệm Phật thì con an lạc. Con thấy có nhiều người bệnh đau lúc trước á, khổ đau cùng cực, mà từ khi niệm Phật bây giờ tâm tư người ta nhẹ nhàng. Con thấy niệm Phật vậy là được rồi thầy ơi, chứ ngoài ra cái chuyện mà cao siêu kia con không biết. Hoặc là hỏi mà giảng sanh này kia đồ con không biết thầy ơi. Hoa sen sanh ra con nghe trong kinh nói vậy thôi, chứ con có biết hoa sen sanh ra hay trong bụng sanh ra gì con có biết đâu. Cái chuyện nó để thôi để Phật A Di Đà Ngài giải quyết đi cái chuyện đó. Mình niệm Phật thôi, đúng không? Người nghĩ như vậy là chắc chắn đời này mới bị thành tựu là chắc chắn luôn á. Tại sao Dương Đầu Ngốc niệm Phật thành tựu? Thì cũng do cái chuyện mà người ta lo niệm Phật, chứ người ta có nghĩ cái chuyện xa vời đâu. Mà vì sao người bây giờ niệm Phật không thành tựu? Vì cứ lừng chừng, mới có niệm Phật có 1-2 năm mà đừng muốn nói trên trời dưới đất à. Nói giờ này với thế giới cực lạc, với giờ này trời tối hay trời sáng. Chuyện gì đâu không à. Không biết nói trên trời gì, giờ nãy trễ mấy nàng tiên nữ có hát không, nói chuyện gì đâu không vậy đó. Hoặc là niệm Phật mà muốn tìm hiểu các nước trên thế giới, giờ này không biết có chiến tranh không, lôi cái chuyện để vọng tưởng cho mình thêm mệt mỏi không rồi, đúng không? Tại sao Dương Đầu Ngốc thành tựu gì? Ngài không biết cái gì nhiều, chỉ có niệm Phật không mà người ta thành tựu á. Người ta không có biết nhiều nên cuối cùng người ta chỉ có niệm Phật, nó thành vọng tưởng ngay câu Phật hiệu. Nó gầy dựng tín nguyện ngay câu Phật hiệu, và thành tựu giải thoát cũng ngay câu Phật hiệu. Nên chúng ta đó phải học theo Dương Đầu Ngốc đi. Cái gì làm thì chân thật mà làm. Hôm nay chúng ta học đến đây nha. A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng nè.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.